Xin chào tất cả các bạn. Oh my god. Wow. Hôm nay Ca sẽ bóc cái gì nhỉ? Hôm nay mẹ mua cho con cái gì đấy? Hôm nay mẹ mua cho con quả trứng. Quả trứng à? Bây giờ con sẽ bóc quả trứng nào trước? Màu gì trước nhỉ? Màu vàng. Ôi, bóc ra xem trong quả trứng màu vàng có gì. Nào, bóc đi nào. Con đoán là trong đấy có gì cả? Con đoán là trong đấy có siêu nhân đấy. Ừ, có siêu nhân này. Rồi nha, bóc ra xem đúng siêu nhân không nhé. Rồi con cứ để đấy. Nào, cần cái đấy đúng rồi. Cậy được không? Được không? Chú cậy thôi nha. Dạ. Hay là mình đập hộp đi. Đập bụp rồi. Đập bụp à? Đúng rồi, phải đập. Rồi, con bác ạ. Wow, đúng siêu nhân à? Đúng ạ. Phải không? Đấy là gói kẹo chứ hay là siêu nhân? À, siêu nhân thật. Nè, đúng siêu nhân nha. Ông đúng bốt. Rồi, con bác ạ. Bắt đầu đây, lên kéo. Đây. Dạ. Đây, đây, ca xé đi. Đây, con đây. Ô, không xé được à? Đấy, ta hạt nha. Rồi, lấy ra xem đúng bạn siêu nhân gì. Con biết bạn siêu nhân này không? Ô, bạn siêu nhân nhưng mà là ô tô biến hình. 3, 2, 1 Nation Jazz, this looks like a cool place to kick it. Đúng không? Ô tô biến hình đúng không? Con biến hình thành cái gì rồi? Đâu, đấy là chân rồi. Cái đầu bạn đấy đâu? À, biến hình, đấy, cái tay bạn đấy đó. Cái mặt bạn đấy là đúng rồi. Tay cái giơ lên. Đúng rồi. Này, chắc là đã hết rồi cả. Đây, nó chỉ được như này thôi. Đây, đứng, siêu nhân. Bạn siêu nhân Autobot, một chiếc xe có thể biến thành siêu nhân, nó lại biến thành xe nó chạy cả. Đấy. Nên rồi con muốn bóc quả trứng thứ hai chưa, xem có gì chưa. Rồi bây giờ con muốn bóc quả trứng màu gì? Màu tím nữa. Ui rồi ôi, quả trứng rơi, trứng trời từ trên trời rơi xuống luôn. Trong này con đoán là có gì cả? Cũng có siêu nhân luôn. À, siêu nhân con đập xuống đất à? Để cho trứng nữa. Đúng rồi. Đạo đập nữa. Đập quá không? Đập vào. Ui, chả lại vứt. Ui, chả lại vứt như thế. Đây, con đập như này này. Đó, đập vào. Ui, chả lại vứt như thế. À, rồi, bác đi. Wow. Lại có siêu nhân. Ừ. Này biết là có giống bạn lúc nãy không nhỉ? Em cắt thôi. Chắc là mình phải xem đi. Xem có đúng bạn đấy không? Hay là bạn khác rồi? Bạn này là máy bay à? Dạ. Máy bay. Bạn có xin nước biển đấy. Dạ. Thì bạn biến thành robot, bạn biến đi nào ạ? Rồi, cái chân nữa, con kéo chân này ra. Đúng rồi, đấy, cho bạn đứng đi. Đứng, rồi, thế là, cái đấy hết rồi bạn. Đây, bạn ấy sẽ đứng như này. Để xuống đất bạn đứng. Đúng rồi, đó, đứng như này. Robot sau biến hình máy bay, bay. Đúng chưa? Rồi, mình bóc quả trứng cuối cùng thôi nhỉ? Là một sông nước biển. Đúng rồi, quả trứng cuối cùng. Ui ui ôi trời, có chân luôn. Bóc đi. Không biết trong này là bạn gì, siêu nhân gì nhỉ? Chính là siêu nhân nha. Nhưng mà là siêu nhân gì ý chứ? Bóc được ít thôi. Bóc này, bóc được hai quả rồi đấy. Rồi, con cầm hẳn lên đây này. Đấy, con cầm hẳn vào giữa quả mình, con đặt. Đây, con cầm này. Đấy, đúng không? Đúng rồi, vỡ chưa? Đấy, vỡ rồi, đấy, đấy. Được rồi. Để chú
cắt ra cho nhá, để còn các bạn xem trong có gì. Rồi, thế là đúng rồi. À, giống bạn lúc nãy rồi. Thế là quả xanh và quả này giống, hai bạn giống nhau đúng không? Dạ. Thế là giống nhau rồi. Con rơi thì bạn xem đúng giống nhau đấy, đúng giống nhau rồi nhỉ. Thế là đập ba quả thì hai quả giống nhau rồi, chắc quả khác rồi. Có mỗi bạn này giống, hai đầu bạn này khác. Thế chưa? Hết cái đầu hộp chưa? Chưa. Thế thì chào bạn, bye bye. Bye bye. Bye bye.